có tất pro và NIP. Vâng, và xin chào mừng anh em quay trở lại với 23 Creative. Chúng ta sẽ đến với cái đấu đầu tiên trong một lần đấu BO2 giải đấu ESL One Hamburg 2018 giữa hai team NIP và VP. Lineup mới của team NIP thì khá là mạnh, gồm có Peter Bendem, PPD, Ace. Trước đây đánh cho team Secret ở cái vị trí đi mid cũng như là carry, Saxa, Baba, Fata. Ở bên phía team Virtus Pro thì như thường lệ vẫn sẽ là Solo, Ramsey, Triple Six, No One, Naipasha và Roger, Tiny và Invoker. Ui, rất tự tin pick thẳng cho mình một con Invoker ở được pick thứ 2 luôn. Tiny Invoker dành cho Virtus Pro. Vậy thì có khả năng cao là con Tiny này sẽ được chơi ở vị trí support số 4 by Roger. Ở bên phía team Ninja and Pyjama thì có Necrophos và một con Chen. Chen again cho PPD. Necro thì có lẽ sẽ được chơi ở vị trí gọi là lên off và dành cho 33 chăng. Thực ra để con Necro trong phiên bản hiện tại thì nó đi được khá là nhiều lên và nó có rất là nhiều những cái vị trí khác nhau và vị trí nào thì cũng mạnh. Con Necro thì đi mid mạnh, đi carry cũng mạnh và thậm chí là nó đi lên off đè carry đối phương cũng mạnh. Nói chung là con hero đi lên rất khỏe mà chỉ cần kết hợp với những con hero khác nữa thôi, giống như một con Âu mới ra chẳng hạn. Ở bên phía team NIP họ có những cái lượt ban vào IO, có lượt ban vào CM, có lượt ban vào Enigma và cả con vẹt. Ba thẳng vẹt luôn. Bên phía team Virtus Pro, thực ra con vẹt này thì ba bạn đánh hay lắm nhưng mà không hiểu sao lại ban, chắc là cũng không thích cho Virtus Pro pick được. Bên phía team Virtus Pro thì ban đi Drown, ban nhẹ. Ui, tự tay ban nhẹ của Ramsey Triple Six luôn. Thì thôi vậy, ban Fu, ban cả Centaur Runner và một con Âu mới dài. Bên phía team NIP, khi mà team Virtus Pro pick như thế này rồi thì thực ra thì bây giờ để mà nói thì có lẽ là cũng chỉ có những lượt mà gọi là respect ban thôi. Ông VP thì họ không có quá nhiều bài nhưng mà họ đủ bài để khiến cho team NIP họ phải đau đầu. Virtus Pro thì rất không có quá nhiều bài đâu. Nhưng cái lượt ban bên phía team NIP thì rất là khó để dành cho team Virtus Pro. Ramsey là người ban pick cho team VP chứ không còn là solo nữa. Và bên phía team NIP thì dĩ nhiên vẫn sẽ là Peter Bendem rồi. Cái gì đấy? À, mấy ông là còn cãi nhau. Ba ba này có phải là Weha đâu, Weha khác mà. Ba ba này là thanh niên được PPD tìm thấy trong pub. Ở bên phía team NIP họ đã ban ra cho mình một con Magnus, pick thẳng Earth Spirit luôn. Thực ra thì trong cái meta hiện tại thì cái con Earth Spirit này nó đi lên thì cũng không phải là một cái sự lựa chọn tối ưu nhất. Tuy nhiên là con Earth Spirit này được cái là những cái tình huống mà đánh nhau về giai đoạn đầu mid game nó rất là khỏe và rất là cơ động, cho nên là nhiều team họ lựa chọn. Về phía team Ninja in Pyjama thì họ đã có một con Necro đã mạnh sẵn trong cái giai đoạn đi lên rồi, sẽ pick thêm một Earth Spirit đi cùng với Necro nữa, hoàn toàn là một cái lượt pick hợp lý. Và có lẽ là mình nghĩ sẽ là một lượt pick vào vị trí Core Hero nữa, mà con Core Hero này sẽ là con hero đi lên khá là mạnh để có thể đi cùng với Chen. Bên phía team Virtus Pro họ sẽ có lượt pick thứ 3. Bây giờ thì pick một hero mà dành cho solo thôi. Vẫn còn bên, vẫn còn Warlock các thứ. Không biết là bên phía team Virtus Pro họ định chơi hay không. Solo, đây sẽ là lượt pick và support. Ông mà còn pick thêm con co nữa thì thôi. Thực ra thì hôm qua team Virtus Pro cũng có những lượt pick mà phải nói nó quá dị, không thể đoán nổi. Rồi, Oracle dành cho solo. Bên phía team Ninja Pizza Mama họ pick cho mình một con Phantom Lancer. Phantom Lancer dành cho Ninja Pyjama. PL là một con hero mà đi lên khá là khỏe. Nếu không muốn nói là con này là con hero mà hầu như là đi lên nó cũng không sợ
Thực ra thì có không nhiều con hero có thể đè được cái con Phantom Laser này. Brewmaster được pick dành cho Virtus Pro, Brewmaster, Oracle, Invoker, đi mid rồi. Lượt ban cuối cùng bên phía team Ninja and Pyjama, họ ban đi một lượt carry của Ramsey Triple Six. Với một cái lineup như thế này thì đang khá là khó chơi cho bên phía team Virtus Pro một chút. Khi mà cái lượng disable stun của họ thì thực sự đang phụ thuộc tương đối nhiều vào con Tiny ở trong cái giai đoạn mà early game cho đến khoảng đầu mid game một chút. Invoker này thì chúng ta cũng chưa biết được là Invoker sẽ chơi theo cái lối nào. Khi mà có con Oracle thì hoàn toàn có thể chơi theo cái đường QE. Khi mà Oracle anh ta sử dụng cho mình Fortzen thì hoàn toàn là giữ chân đối phương để cho các thành viên bên phía để cho Invoker có thể là sử dụng mình cái Sunstrike và ăn mạng kết hợp với cả Tiny khá là dễ. Nhưng mà Ramsey Triple Six thì dạo gần đây thì anh ta hơi chơi theo cái lối là QW. Không biết hôm nay anh ta sẽ chơi theo lối nào đây. Tuy nhiên nếu như mà Invoker mà chơi theo cái đường QE trong game này thì sẽ khá là khó chơi. Bởi vì là Brewmaster là một con hero mà cần phải có lượng level. Và con hero này không phải là con hero có khả năng mà TP để backup được các lane khác tốt, mặc dù nó là con offlane. Nói chung là nó cũng không cơ động, nó không thể nào gọi là có những tình huống backup và những tình huống đánh nhau sớm được. Invoker thì có lẽ sẽ là chơi theo đường QW thôi, mình nghĩ sẽ là chơi theo đường QW. Bên phía team Ninja Pyjama họ ban cho mình một AM rồi, ban AM của Ramsey Triple Six. Thực ra thì vẫn còn đấy là Sven, ngày xưa thì VP nổi tiếng với cái bài có Sven carry. Và vừa rồi thì Sven được chơi bởi Roger. Không biết là có định chơi lại hay không. Pick một con Sven cuối để cho Roger đổi Tiny đi carry. Ui, nghe đẫm đấy. Virtus Pro lượt ban cuối cùng. Necro này thì có lẽ xem Necro sẽ được chơi ở khu vực lên orb thôi. Thực ra thì Ninja Pyjama giờ sẽ phụ thuộc vào cái lượt pick cuối của team Virtus Pro. Rồi họ mới quyết định là con Necro đi đâu. Con Necro đi mid được, đi lên off được, đi đâu cũng được. Virtus Pro's turn to pick. Rồi ban Morphling. Ban Morphling. Xem là Virtus Pro sẽ pick cái gì đây. Brewmaster thì chắc chắn sẽ dành cho Naipasha rồi. 10 seconds remaining. Ngày xưa thì các cụ hay chơi là Ramsey. À giờ không phải để cho Ramsey cầm con Sven là để chơi lại con PL. Đấy, các cụ VP là hay thế. Còn bây giờ thì nhiều bài lắm. Con PL thì nó cũng bị nớp đi một ít rồi. Nhưng mà nói chung là con PL này thì mình thấy nó vẫn khỏe. Nhưng mà tại tại các bạn nào muốn leo rank bằng carry thì cứ pick PL. Thật sự, con PL đấy leo rank các thứ vẫn ok. Con Weaver nữa, offlane. Hai con hero mà theo như Hoàng Ngô và Trung Anh đánh giá là hai con hero mà leo rank rất là tốt trong phiên bản hiện tại rồi. Weaver sao? Weaver dành cho Virtus Pro. Ok, vậy là Weaver cho Ramsey Triple Six. Vừa mới nói xong PL, Weaver pick luôn. Ông bên phía team Nip. Necro. Con Necro này có lẽ sẽ được đi ra mid cùng với Invoker thôi. Pick một con hero khác để có thể đi cùng với cả Weaver. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Nếu không thì để cho con này đi pick Ember được không? TA. Templar Assassin. Không. Như vậy là họ pick TA. TA đi cùng lên với Invoker và Necro sẽ được đối đầu với Ramsey Triple Six là một con Weaver. Bên phía team Ninja Pyjama thì là cầm PL carry để đi cùng với lên một con Brewmaster dành cho Naipasha. Vậy là Roger sẽ cầm Tiny, solo có cho mình Oracle. Bên phía team Ninja Pyjama thì có Tea, Fata, Ace sẽ là Phantom Lancer, Shaxa, Earth Spirit, Peter Benham, PPD cầm Chen, Baba sẽ Necrophos. Baba đánh tuyển dã man. Ôi, còn đánh cho Optic Gaming. Mình rất ấn tượng với con Phượng của thanh niên này. Cầm Phượng cực hay. Peter Benham thì cũng không cần phải nói nhiều. Đây là một gần như một đội trưởng, gần như là huyền thoại rồi. Bên phía team
NIP, họ còn có Ace. Ace này thì nói chung là cuộc đời cũng khá là thăng trầm, cũng không được ở trọn vẹn một team nào trong một thời gian quá lâu. Đợt trước thì chơi cho Imperial, lần đầu tiên hình như biết đến Ace, mình nhớ không nhầm là dành cho của team Imperial. Rồi sau đấy là sang đến Secret. Và bây giờ thì lại chuyển nhà qua bên NIP. Mình hy vọng là cái ngôi nhà này sẽ là cái điểm dừng chân mà nó mang lại cho Ace những cái danh hiệu nhiều hơn là những gì mà các team khác mang lại. Mình khá là thích thanh niên Ace này, đẹp trai, Dota hay, cuốn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với những cái diễn biến chính của nó thôi. NIP và Virtus Pro, khu vực lên mid sẽ là cái khu vực mà lên nó sẽ tương đối dễ dành cho Tem Blazin. Còn con Invoker của Ramsey, của thanh niên No One thì chắc chắn là con Invo này, nếu như mà nói để mà đi lên thì nếu mà để nói là kiểu farm hay là hit level các thứ thì hit level các thứ thì ok là được, nhưng nếu như để nói để mà thắng được con TA thì impossible, mình nghĩ là rất khó. Lượng đam của TA nó rất là to, con 64+2. Đây là còn chưa kể đến là anh ta bật cho mình cái refraction lên, cộng thêm đam điểm bonus đam là 20 đam. Invoker lúc đầu cộng cho mình một điểm vào Q chỉ có tới đấy là 48 đam thôi, tức là Invoker phải đánh rất khéo, nếu không thì sẽ bị khèo. Khu vực lên top sẽ là cái lên mà 33 được đối đầu cùng với Brewmaster. Các thành viên bên phía team Virtus Pro họ nghĩ là bên phía NIP sẽ đảo lên, cho nên là họ sẽ đảo lên để cho thanh niên Brewmaster lên đây luôn. Đã có đánh nhau nhưng tình huống này cũng chỉ là những cái tình huống gọi là trao đổi chiêu thức thôi. Có lẽ là sẽ không có những cái mạng ở trong cái tình huống này, nhưng mà Naipasai đang bị đấm đau quá thôi sao. Tôi nghĩ lại, sorry anh em, mình rút lại cái lời vừa rồi. Một hit cuối cùng, 3-3, ăn được mạng của Naipasai. Khi mà đằng sau đó thì có cái sự back up đến từ Peter Bendem, solo bị đuổi về tận trên này luôn. 3-2. Và những cái rune sẽ được ăn dành cho bên phía team Virtus Pro, đấy là 3 rune. Nhưng mà team NIP thì họ lại có một mạng first blood thì thôi, cũng coi như là cái đổi nó cũng không đến mức là quá lỗ. Một cái mạng first blood cũng đáng giá khá là nhiều tiền. Khu vực bot lên thì Ace sẽ đi lên cùng với Ramsey Triple Six, cùng với một thanh niên tên là Roger cầm cho mình con Tiny. Lên này sẽ là một lên mà nó không quá khó dành cho Weaver. Con Weaver khi mà nó thả bọ ra thì Phantom Lancer, mà rồi anh ta có dùng Double Ganger đi chăng nữa thì cũng vẫn bị phát hiện đâu là con thật mà đâu là con giả, khá là khó đánh. Top lên sẽ là một lên mà Necro, anh ta được thoải mái với những cái điểm vào skill 1. Mỗi khi mà lấy hit save là deny thì sẽ được cộng thêm máu và mana, và thêm một điểm vào God's Round nữa. Chỉ cần một điểm vào God's Round thôi bên đối phương. Tuy nhiên là bên phía team VP thì họ lại có cho mình đây là một con Oracle. Và cái skill 1, cái Fortune End của Oracle thì lại là Fortune End thì có thể là giải được cái God's Round của 33, cho nên là anh ta cần phải có những cái tình huống mà tham minh, những cái tính toán thật kỹ trước khi mà sử dụng cái God's Round này. Oracle là con hero mà có khả năng dồn đam rất mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Nhưng mà có vẻ như là sát xa chùa ở đây là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý khi mà anh ta đang cố gắng để di chuyển và đấm solo. Solo chỉ có một chút máu thôi, và ở đây thì Necro có một điểm vào God's Round rồi nhưng vẫn không quyết định là bật God's Round lên để slow Naipasha lại. Có lẽ tính toán rằng là không đủ đam. 200 máu trong tình huống vừa rồi mà lượng đam gây ra của skill 1 đến từ con Necro này nó chỉ khoảng 150 thôi, thêm cái đấm tay nó cũng không đủ. Có thể là có slow nhưng đối phương vẫn còn 3 chạc Magic Stick, quyết định là thôi bỏ. Tính toán rất hợp lý. Chia lên như thế này thì tất cả các lên đều farm được, chỉ có lên mid là Invoker sẽ hơi thọt hơn một chút so với TA. Invoker thì nói chung là cũng không thể nào đi được con Invoker này. Invoker là con hero mà khả năng farm bù rất nhanh, rất tốt. Thì nữa Invoker nếu cảm thấy mà khó khăn quá có thể lên cho mình một chiếc Hand of Midas. Pha Tà đây thì đang có DD,
và đang deny rất nhiều với của Fata, 7 last hit, à quên 7 deny, 14 last hit rồi. Với cái lượng deny như này thì chắc chắn là cái lượng level của TA sẽ vượt trội hơn so với một con Invoker. Invoker rồi chưa có level 4, trong khi đó TA đã có level 4.5 rồi. Tie up này sẽ là những cái thời gian, khoảng thời gian yên bình cho cả hai team. Với những cái lineup như thế này, hai team sẽ không đánh nhau quá nhiều cho tới khi mà các support có level, hoặc ít nhất cho tới phút thứ 5. Đây sẽ thời điểm run, và có những run tiền thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà nhạy cảm để cho các support đi gank với smoke, hay là có những tình huống bắt chen anh ta bắt được những con đệ ngon rồi anh ta vòng ra khu vực limit. Nhưng có lẽ là muốn vào khu vực limit để giết Invoker thì trừ khi là TA phải có level 6, tận dụng những cái trap của TA gây slow đối phương. Rồi nhưng ở đây thì Roger đang bị đấm và có lẽ là cũng không đủ đa. Game đấu này là một game đấu mà sẽ khá là yên bình cho tới khi mà các support, các core hero có đủ level. Phút thứ tư rồi, thời điểm ban đêm, và những con Watt sắp sửa dụng. Watt này sắp hết, có một run hết ở trên khu vực top. Trong khi đó ở đây thì Ace đang bị tát rất đau bởi Ramsey Triple Six. Vừa mới nói là vừa đủ level xong thì Ace bây giờ bị đấm gần chết rồi. Và Ace nằm xuống bởi Roger, chỉ một tiếng đổ đá thôi. Lượng đam gây ra thực sự nó là quá lớn. Ramsey Triple Six anh ta chỉ cần cộng 1 điểm vào thả bọ. Chỉ cần cộng 1 điểm vào thả bọ thôi. Trong khi đó thì Phantom Dancer hoàn toàn còn chưa cộng bất kỳ một điểm nào vào double ganger. Nhưng ở trên khu top lên thì Saksa vừa có một tình huống đạp stun đôi khá hay. Đã đến giờ có rune, và đây có khả năng sẽ là hai rune ở khu vực bot lên dành cho các thành viên team Virtus Pro. Thậm chí là còn có một rune ở khu vực top lên dành cho Virtus Pro. Họ ăn được tới 3 rune bounty. Lợi thế đang nghiêng một chút dành cho Virtus Pro. NIP chỉ lấy được một rune bounty mà thôi, nhưng solo đang bị đấm rất đau. Solo lên bảng điểm số với một tình huống lăn đẹp đến từ Saksa. Và chỉ cần 3-3 di chuyển lên, bồi thêm một đấm nữa thôi. Rất nhẹ nhàng. Level 5 dành cho Necrophos, trong khi đó thì Real Master vẫn level 3, rất khó chịu. Nhưng mà cũng không làm sao được. Khu vực bot lên thì Ramsey Triple Six đang cố gắng giúp vào trong cái lùm cây so với TP. Và có lẽ là sẽ không có điều gì xảy ra ở đây nữa. Nhưng trên này thì Napasha vẫn đang bị tát rất đau bởi 3-3. Thậm chí là cả Saksa 3-3 chỉ cần lên cho mình được level 6 thôi, thì Napasha anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên là solo có lẽ là cần phải có một cái level 4 sớm, cộng 1 điểm vào trong Fate Edict, hoàn toàn có thể giúp cho tránh tình huống chặt đầu bên phía của thanh niên 33. Nhưng ở đây thì Ace anh đang cố gắng dí vị trí của thanh niên Ramsey Triple Six. Sau khi mà Ramsey Triple Six lấy được mạng của Peter Benham, nhưng mà trước khi chết thì Peter Benham cũng đã lấy được mạng của Tiny, coi như cũng là một cái đổi lãi. NIP họ pick cho mình một TA, nhưng có vẻ như từ nãy giờ cũng không có. À đây rồi, đang có một bãi stack, hai bãi stack, một bãi stack đôi, hai bãi stack đôi. Tí nữa thì TA sẽ đi vào trong này farm, và TA sẽ farm rất nhanh. Còn TA là một TA cực xanh, 32 last hit, deny 12. Tiny khu bot lane đang di chuyển khá là nhiều, tuy nhiên là vẫn chưa có những tình huống mà đảo qua mid. Thực ra thì tầm này nếu để mà nói đảo qua mid để mà giết được TA thì chắc là không được, cần phải có thêm cả con Oracle nữa thì may ra. Nếu như muốn gank những thành viên TPP họ chỉ có để gank khu bot lane thôi. Rồi Phantom Lancer thì anh ta không còn double ganger nữa thì có lẽ là anh ta sẽ chết ở đây, rất khó để chạy. Mà cũng không nghĩ ra một cách nào đấy để cho Phantom Lancer chạy được trong một tình huống này. Mắc 3 trước bên phía Phantom Lancer, rồi sau đấy mới là cộng đều 1-2. Nhưng ở khu vực lên top thì đã có chặt đầu vào Naipasha và thôi bài. Naipasha chết dưới tay của 33 với một cú chặt. Khi mà không có Oracle, không có sự hỗ trợ đến cái Fate Edict này thì cái cú chặt đầu sẽ rất đau. Chen bắt đầu có những tình huống vòng sau, tuy nhiên anh ta lại không cầm cho mình những con quát, và chỉ có một cái sentry mà thôi. Trong khi đó thì Oracle đang vòng ra sau và cắm những con quát khá là sâu, rồi lôi cả hai support ra mid luôn. Họ rất muốn cái mạng của TA, thực sự họ rất muốn mạng của TA. Nhậm stun giữ chân được no one. Roger di chuyển xuống nhưng
Micro đệ hay. Chói cổ được Roger trong tình huống rồi Peter Bendem đánh cực hay nhưng Roger quay trở lại và ném ngược TA về nhưng sát xa có mặt đây Silent Roger. Roger sẽ chết mạng dành cho Fata. No One bây giờ cũng sẽ phải lùi lại, anh ta không thể nào di chuyển lên trong tình huống này. Mặc dù đằng sau có solo sẵn sàng backup nhưng 2 đánh 3 thì không hề ổn cho lắm. Phantom Lancer thì đã phải chui vào rừng để farm rồi. Cuộc lên bot không phải là một khu vực dễ chịu. Còn Weaver này nó quá xanh. Đã có cho mình được level 8, 3k4 hết khuất. 33 giờ cũng chỉ có gần 8 thôi, trong khi đó thì PL mới chỉ có level 5 gần 6. Khá là thọt. Nai Pasha thì cũng xem. Có vẻ như là hai ông này đang đổi vị trí cho nhau. Mặc dù là chơi ở hai cái role khác nhau nhưng mà đang đổi vị trí cho nhau. Một ông thì chơi carry và một ông thì chơi offlane. Vừa rồi lại là một tình huống mà micro 2 đến từ Peter Bendem. Khi mà anh ta stun được No One, tuy nhiên như thế cũng là không đủ. Cả 4 thành viên của team VP ở đây thì có chạy mừng rời. Trong khi đó thì đã phải hóa form Primal Spirit lên. Lốc được Ebola Spirit lên rồi. Sử dụng Double Ganger nhưng vẫn đang bị dính con bọ, cũng không làm sao được. Con Weaver gần như là nó là con hero và có thể có khả năng gọi là phân biệt được con bóng và con thật của thanh niên PL. Gần như là một con hero có khả năng counter lại PL ở thời điểm early. Thế nên PL sẽ khá là khó đánh. Hai mạng bên phía team NIP nằm xuống đơn giản. 6 năm trong cái thành viên team Virtus Pro. Tiny thì anh ta sẽ lên Soul Ring như thường lệ. Sẽ là một con Tiny lên theo đường gọi là Soul Ring giấy cheat rồi. Sau đấy đóng cho mình một chiếc Blink. Các thành viên team Virtus Pro đến thời điểm mà họ đánh nhau mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều là No One thì vẫn đang cố gắng để farm. Anh ta sẽ có một cho mình cái ơn sớm rồi. Bây giờ thì Invoker có thể đi di chuyển, có thể là backup các lên, thậm chí là anh ta có thể giết người. Có thể là giết được cả 33 khi mà có sự hỗ trợ của Tiny ở đây. Phút thứ 10 đã có cho mình những cái rune bounty. Fata lại có được rune DD rồi. Mua sẵn một cục Blindstone. Một bãi stack rất to dành cho Fata. Với cái rune DD này thì con TA nó sẽ ăn bãi stack này cực nhanh. Trong khi đó Phantom Lancer nó tương đối nghèo. 2k4 Deadwood, thậm chí Deadwood anh ta còn thấp hơn so với cả một con Real Master. Dù sao thì Real Master cũng đã ăn được một mạng trong cái tình huống mà anh ta bật Primal Spirit lên và dí thẳng vào người của Phantom Lancer. PL game này sẽ là một game đấu mà khó khăn và nhọc nhằn, cần phải farm bù rất nhiều. Layup của team NIP là một layup mà có khả năng ăn được Roshan sớm. Và với việc mà họ đang bị thua thiệt hơn một chút này thì mình nghĩ sẽ tới thời điểm khoảng phút thứ 15 hoặc là phút thứ... Không, ít nhất cho tới khi mà TA có đề xô. Ít nhất cho tới khi mà TA có đề xô. Nhưng mà TA lên Blink trước rồi, vậy thì sẽ khoảng phút thứ 20 hoặc là 22 gì đó, các thành viên bên phía team NIP họ sẽ tổ chức ăn Roshan với một cái Medallion được lên dành cho Chen. Và với một cái đề xô của con TA thì việc ăn Roshan nó sẽ rất là dễ. Nhưng bây giờ cái cuộc lên mid thì TA đang bị dí vào. Sẽ có một tình huống lốc lên di chuyển ra đây của Brewmaster. Nhưng đằng sau đó có Shaxa sẵn sàng backup solo cũng đã di chuyển ra rồi. Và có một tình huống mà lốc lên Shaxa ở đây khi mà Brewmaster đã khóa cả form Primal Spirit ra. Ramsey Triple Six cũng đã đến dí thẳng người của Peter Bendem. Peter Bendem lên bản đếm số và đó là Dawn Bitterting dành cho Ramsey Triple Six. Giữ chân được Fata, một pha đạp stun khá hay. Sử dụng bôi mana EMP ra là chuẩn xác. Và Fata đã đang bị dính ơn ở trong người. Ramsey vẫn đuổi vào, đấm rất to vào người Fata. Và có lẽ là Fata sẽ phải chết khi mà Ramsey đuổi rất gắt. Fata vẫn chưa chết nhưng đó là hit bắn cuối cùng không, vẫn đang có miss. Fata chưa chết, Ramsey mới là người chết. Anh ta không dùng được cho mình timelapse nhưng ở đây Shaxa bị lock lên rồi. Dừng cho mình Ebola Spirit nhưng lượng đam gây ra là không đủ. Và một đổi một nhưng mà đổi lãi hơn dành cho các thành viên bên phía team NIP. Họ đổi một support để lấy một carry của đối phương. Con carry này đang rất xanh. Không, họ đổi hai support thì đúng hơn. Họ đổi hai support khi mà trước đó thì Chen cũng đã chết dưới tay của Ramsey Triple Six. Có vẻ như Ramsey ta đánh hơi bị tự tin quá trong tình huống rồi đai cả vào trụ 3 nhà đối phương. Anh ta cũng hơi đen, tự tin nhưng mà lại hơi đen. Cái chính ở đây là hơi đen. Bắn ra một bắn lên trên khu vực high ground bị miss. 25% miss thôi. Phải nói là hơi đen. Rune Envy cho Tiny.
vẫn đang muốn đi rình mồi. Solo ở đây thì đang có vẻ như là anh ta đang muốn bết hàng. Nào, tuy nhiên ở cái khu vực lên mid thì No One đấm thẳng vào chỗ của Fata, có lăn vào được sát xa. No One bị đạp xa, No One bị silent ở đây rồi, mở cả đớt ra. No One đang bị dí rất đau, nhưng sử dụng cho mình một cái ultimate đến từ Solo. Và bây giờ thì Fata buộc phải di chuyển về, nhưng đằng sau đó lại đấm chết được thanh niên Chen của Peter Mandem. Và bây giờ thì Fata đang bị dí ở đây, slow rất nhiều. Toss Ramsey triple six vào, tự động nằm xuống, nhưng có sentry và bye bye Fata. Ramsey triple six có double kill, first 10 kill cho các thành viên team Virtus Pro. Phone Promise búp ra rất kịp thời cho No One. Invoker sẽ lên cho mình một cái earn 2. Ít nhất thì cửa earn 2 này có thể counter lại Hand of God của Peter Benham, và thậm chí là counter cả cái tình huống mà Necro anh ta sử dụng cho mình Death Pulse. Fox Staff được lên cho Necro. An exceptional find. Nếu như nhanh tay hoàn toàn có thể né những tình huống mà EMP của Invoker, hay thậm chí là nhìn thấy lốc đến một cú tự phóc. Chen hiện nay thì đang hơi nghèo, thực sự nói Chen hơi nghèo. Và cái độ hiệu quả của Chen trong cái đấu này nó không thực sự là rõ rệt. Lúc đầu nó mang tiếng là bảo kê cho PL, nhưng mà vẫn để cho PL chết khá là nhiều, chết 3 mạng, 0-3 cho Phantom Laser. Rồi, mở smoke bên phía các thành viên team Virtus Pro. Thời điểm này sẽ là thời điểm mà No One anh ta đi gank cùng với cả Solo. Invoker lộ smoke rồi, sát xa phá smoke rất hay khi mà nhìn thấy được có dấu hiệu smoke rồi, nhưng lốc lên 3-3 ở đây. 3-3 hơi khó có thể đi về trong tình huống này, một cú phóc đi nhưng quá khó. No One có mạng của 3-3, rất dễ cho một tình huống gank. Khu vực lên top này thì Ace đang có chiến tranh những tình huống solo aim với cả Ramsey triple six. Và có vẻ như Ramsey chỉ muốn nhặt rune thôi. Fata cũng đã có blink. Và sát xa thì đã đi hơi xa. Đúng là tên là sát xa. Anh ta đi rất xa. Peter Bandem, ui, gần chết. Thả Sunstrike hơi muộn một chút. Weaver cũng đã có búa set, chỉ là chưa mang ra thôi. Khu vực lên bot thì 3-3 sẽ cố gắng để có thể giữ cho mình cái lane này thôi. Tuy nhiên là khi mà có một con xe như này thì cái việc mà cào trụi rất là nhanh. Có ward không? Không hề có ward. Không hề có sentry. Rồi sao? Smoke ngay dưới con ward của đối phương. Và chắc chắn là bên phía các thành viên team Virtus Pro biết điều này, nhưng họ muốn giết thành viên 3-3 trước khi mà các thành viên team nịp xuống để backup kịp. Nào, Roger di chuyển ra bật một cái dust, nhưng blink đi rất nhanh tay đến từ Fata, lốc tượt đến từ Invoker. No One di chuyển vào đạp stun đôi người ra của đấy sát xa, dí một cái earn vào vị trí của sát xa. Bây giờ thì sát xa đã hết mana rồi, lại còn búp thêm cả Akariti dành cho Ramsey triple six nữa, bắn quá đau. Vừa có Runity lại vừa có Akariti thì thôi. Trong dấu ông A này cũng sắp chết đến nơi rồi. Có tội ông này thì đang hết mana. Rồi, đã đủ mana. Di chuyển lên đây của Roger. Tsukuchi vào và A sẽ chết. Chắc chắn. Chạy ô tô với cái. Trừ khi là Peter Benham thì cũng có tội anh ta có một cái Glimmer Cape và có cả một cái Fog. Thì may ra cứu được cái con PL. Còn nếu không thì nhiệm vụ bất khả thi. Real Master trận đấu này cũng tương đối là xanh. Một con Real Master lúc đầu thì cũng hơi thọt, nhưng về sau với những cái pha mà bật Primal Spirit lên, sau đấy là dã đối phương, ăn được những cái mạng, hỗ trợ đồng đội thì anh ta cũng đã có một cái blink. Bây giờ thì lên thẳng Radiance để có thể là đốt vào vị trí của PL. Khi mà các bạn đốt vào PL thì con bóng nó sẽ nhận nhiều đam hơn. Như vậy sẽ phân biệt được con bóng con thật. Thậm chí là game đấu này còn có cả một con Weaver. Có cả một con Weaver khi mà nó thả bọ ra thì đấy, PL cứ thế là tự chết. Dùng double ganger đi chăng nữa thì cũng tự chết, không làm sao được. 3-3 ở khu vực lên bot thì anh ta cũng đang muốn lên cho mình một cái gậy lốc để tránh những tình huống bị ăn combo của No One.
Nhưng mà nên nhớ rằng đối phương còn có một con Oracle. Và con Oracle này hoàn toàn có thể disable cái gậy lốc trong khi mà ba ba đang sử dụng với cái Fortune của mình. Mở smoke bên phía các thành viên team Virtus Pro rồi. TA vẫn đang cố gắng để lên đề xô. Nhưng có vẻ như TA này là TA farm khá là lâu và TA này không thực sự là xanh lắm. Nhưng mà anh ta chết mất một mạng và farm chỉ có 107 con thôi. Hơn nữa anh ta cũng không có nhiều những cái bãi stack. Chỉ có một cái bãi stack ở cái khu vực bot. Trong tình huống mà anh ta tự stack, còn đâu thì cũng không có nhiều. Support cũng không rảnh tay để có thể đi stack được. Và thôi xong. Ông Sark này đi xa quá rồi. Bài Sark xa. Mega kill dành cho No One. Thậm chí là còn cắt chim của đối phương. Đã trốn nó còn cho gà ra để có thể là mang đồ. Toàn. Hơi khó. Chen của Peter Pandem thì thôi bỏ đi. Chen của Peter Pandem phút thứ 19, 1k rưỡi máu. À quên, sorry anh em, 1k rưỡi network. Con này là con Chen của Kỳ Anh, nói thật. Thậm chí Kỳ Anh còn đánh hay hơn. Bỏ đi. Ờ, chói cổ được No One, bất. Radiant's middle tower is under attack. Vừa có lốc lại vừa có Fortune giữ chân. Và bây giờ cái Fortune này còn không né được cơ. Khi mà các bạn đã bị dính một cái nhồi đam, một cái nhồi đến từ Fortune thì kể cả Blink đi chăng nữa cũng không né được. Chỉ có một cách duy nhất để có thể là tránh thoát khỏi nó. Là bật BKB. Radiant's middle tower has fallen. Không thì vẫn bị dính. Mở smoke bên phía các thành viên team Virtus Pro. Pha smoke hai người lao lên nhìn thấy Ramzy chụp xích rồi. Đây là thời điểm có rune. Đây là thời điểm có rune. Blink đi rất nhanh tay đến từ thanh niên Fata. Tuy nhiên ở đây một pha chặt đầu Ramzy chụp xích chết. Lốc lên được bà ở đây, nhìn thấy Roger rồi. Lốc Roger lên. Bye bye Roger. 5 người bên phía team NIP. Họ đứng ở khu vực lên top và đứng ở khu vực rune. Vừa lấy được rune, vừa lấy được hai mạng bên phía team Virtus Pro. 1k2 tiền và 2k8 XP cho các thành viên team NIP. Và cái con đường để lên đề xô nó sẽ gần hơn cho Fata. Anh ta chỉ cách cái đề xô của mình khoảng hơn 100 tiền nữa thôi. Oracle thì cũng đã có cho mình một cái God Scepter để tránh những tình huống mà TA nó lao vào. Sau đấy là có một cái đề xô, một mèo, hai mèo. Đấm tím mắt Oracle vào. Ui, mắt tự tím. Oracle là mắt tự tím nên thôi. Rút kinh nghiệm. Tím mắt tôi không bị chết nên mình phải có Scepter. Necro thì cũng sẽ lên một cái Pipe Inside để có thể là tránh những lượng đam phép rất là lớn từ team Virtus Pro. Thậm chí là từ cái con Oracle này. Con Oracle này lượng đam, lượng lúc đam nó không thể là khinh thường được. Nhưng mà chủ yếu nhất vẫn là Invoker. 21 phút invo của No One sắp sửa có cho mình cái Scepter rồi. Chỉ có cách Scepter khoảng mấy trăm đồng nữa thôi. Đi full seal blade dành cho Phantom Lancer. Nói chung là con Phantom Lancer này thì nó farm bụ khá là nhanh. PL phút thứ 21 cầm Diffusal Blade, cầm cho mình thêm một cái Hood of Defiance. Tuy nhiên là con PL này thì nó còn cần khá là nhiều đồ. Thời điểm này thì PL chưa thể nói là đủ khỏe để có thể là tham gia vào mọi combat được. Tầm này thì PL chỉ có thể là vào sau. Sau đấy là vét máng, vét miệng thôi. Chứ còn tầm này thì nó đủ khỏe và tham gia vào mọi combat thì hơi khó. Bên phía team NIP họ đang sử dụng cho mình cái smoke. Tuy nhiên là Fata đang bị phát hiện ra đây rồi. PL lao vào như một viên sai lần thứ hai, người đến sát xa đạp săn giữ chân No One ở đây. Và có thêm một tình huống full bridge giữ chân giúp cho No One có thể di chuyển về. Nhưng solo đang bị dí rất đau. No One về được trong điều này nhưng solo thì có về được hay không thì đây là câu chuyện khác. Và Hand of God đã được bật lên. Nhưng đằng sau đó thì giết được mạng của Chen. Và Fata đã cố gắng lấy mạng Roger trước khi anh ta chết. Fata cũng đã lấy được mạng của Invoker. Bật form Primal Spirit lên, vẫn đang đuổi rất gắt vào vị trí của Saksa cũng như là Ace. Lock được Saksa lên rồi. VP lao lên như một cơn bão nhưng bây giờ thì họ phải lùi về. Roger bị giữ chân với cái slow của 33. Đằng sau đó thì Ace cũng đã di chuyển ra với cái Diffusal Blade của mình.
đạp săn giữ trên đường solo với một cái silence chặt đầu solo luôn, không để cho anh ta có thể sử dụng cho mình cái phết edit và né cái tình huống chặt đầu vừa rồi. Muốn ăn Roshan 26 giây nữa thì TA sẽ hồi sinh và TA đã có đề sổ. Thời điểm này thì để việc mà ăn Roshan thì nó cũng không quá khó với team NIP. Họ có một cái đề sổ dành cho TA và họ có một con Phantom Lancer. Phantom Lancer hoàn toàn có thể dùng double ganger, là dùng những con bóng của mình để cho Roshan anh ta gọi là đánh vào. Phải có một cái gọi là tanh tự nhiên, không cần phải có người đứng tanh. Radiant dành cho Brewmaster. Rồi, sau đó ta sẽ lên cho mình một chiếc Vladimir Putin. TA đang muốn lên BKB. Weaver cũng sẽ phải lên BKB. Bên phía các thành viên team NIP họ có đủ disable để khiến con Weaver này phải sợ. Trong khi đó thì Roger đây lại bị tát vào. Ace hết mana rồi. Đặt một cái tường băng khá đẹp đến từ Invoker. Con chen này vẫn chưa có đổi cái đồ nào sau cái giày máu. Thực sự mà nó con chen này nó quá nghèo. Vừa phải đánh ở vị support số 5 lại còn không giết được mạng, không hỗ trợ được team nhiều. 166 và toàn chết đầu thôi. Cứ nhìn thấy Weaver cái là như con gặp bố. Weaver nó ra tát cho lủng đầu cũng không biết phải làm sao. Bên phía team Virtus Pro họ lại là muốn ăn Roshan trước cả team Nip luôn. Cắm con Watt ở dưới sông khá là khắm. Đây là những cái con Watt mà team Mineski họ gọi là tạo ra. Thời điểm mà Mineski vẫn còn ICSI các thứ. No One cũng sẽ phải lên BKB sớm thôi. Khi mà cảm thấy cái con Earth Spirit này nó quá khó chịu. Mà mình cũng đã thắc mắc là tại sao mấy phiên bản gần đây không thấy nó nớp. Ờ, hay thật. Anosa. NIP họ biết điều này. Tuy nhiên là khi mà có bắt tổng trong cuộc Roshan Pit thì thực sự là họ không có lợi giống như là các thành viên Team Virtus Pro đâu. Rồi lao ra tát thẳng một người của 33 luôn, lốc được 33 lên sát lên vị trí của Naipasa rồi. Rồi nằm vị trí của Naipasa nhưng anh ta đã búp lên một cái full probit để có thể thoát được trong tình huống này. Tiếp tục rồi nằm vị trí của 33, 33 chết luôn không kịp chặt đầu ai cả. Ace đang bị đuổi theo bởi Ramsey chiếc một sức buyback ra đây đến từ 33. Nhưng Peter Benham bị rồi nằm quá nhiều đến từ Ramsey chiếc một sức bật BKB lên rồi. Đấm thẳng vị trí của Ace, Ace bị một cái stun và Ace sẽ không tỉnh được khi mà dính cả câu snap, dính cả ơn. Không có buyback đến từ Ace, đằng sau thì Roger đang bị focus vào bởi Saksa. Và Saksa cũng sẽ chết trong tình huống này, chặt đầu được Roger đến từ 33. Nhưng mà TA ở đâu rồi? TA vẫn chưa dám lao vào. Anh ta không có BKB, anh ta không dám lao vào. Buyback ra đến từ Roger. Naipasa không còn form Primal Spirit nữa, như các thành viên Team Fortress Pro họ sẽ lấy được con Roshan này. NIP không thể tranh chấp được Roshan với VP. Khi mà con kiến đã có cho mình BKB. Radiant's middle tower is under attack. Tiny sẽ lên Blame. Earth Spirit cũng đang để Quick Buy sẵn một cái Blink rồi.
Có vẻ là anh ta sẽ cần phải farm nhiều hơn, mất một khoảng thời gian lâu hơn so với con Tiny. Tiny sắp đủ tiền, đủ tiền luôn. Invisibility. Tem Blazacin cũng đã hoàn thành xong cho mình một chiếc BKB. Bây giờ các thành viên team Virtus Pro họ chỉ cần đợi cho... Không, mình nghĩ là họ sẽ stick sớm thôi. Sau khi mà Napashai ta farm xong cái bãi này, họ sẽ stick và sử dụng mình cái smoke để tận dụng cái khiên Aegis, và thậm chí là tận dụng luôn cả cái bling vừa mới có trên của Tiny. Chưa thấy có ai mua smoke. Thậm chí là còn không cần dùng đến smoke luôn. Dùng Naipasha là con mùi bết. Thực ra bây giờ thì bên phía team NIP họ lại đang hơi khó đánh một chút. Vậy nếu không bắt được Tiny Solo đứng ở đằng sau, ờ thì coi như là dồn đam chứ Brewmaster đi. Nhưng nếu như không bắt được Solo, một cú phân Promise Brewmaster phân Primal Split ra lại như vậy, lại là như nhau, không có tác dụng gì nhiều. Rồi Roger bị đấm vào, lao ra đợt này Pasha bật BKB lên bên phía của TA, TP về luôn. Thua. TP về luôn. Xong để cho ông A tự chết. À. NIP họ có mắt kiểu gì nhỉ? TA bật BKB xong đứng TP. Cái sau A tự chết. BP họ cứ thế đó, họ lên 2 round thôi. Boost full promise dành cho Ramsey, Triple Six lại full bình. Trong khi đó thì 3-3 sẽ bị dồn đam đến chết ở đây, anh ta không có buyback. Đúng hơn là đây là một cái chết mà anh ta đã buyback trước đó rồi. Thời gian vừa lâu, lại vừa không có buyback. Dire's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Có lẽ là sẽ là một chiến thắng cho các thành viên team Virtus Pro thôi. Mình cũng không nghĩ ra một cái cửa nào có thể là ăn được Fata đây thì cũng xin chết. Kể cả là bây giờ thành viên team VP họ lao thẳng vào trụ 4 luôn cũng được. Ăn được bao nhiêu trụ thì ăn, sau đó lùi về. Down thì vẫn còn. Ramsey chip của Six thậm chí anh ta vẫn còn cho mình đây mới khiến Aegis PL đi ra đầu khi có chết ngược cơ. Trông ông Roger ông ta trụ lại, úi dồi. Radiant's middle tower has fallen. I'm in your debt. Khó quá. Không hề có bách của hai core hero. Radiant's middle tower has fallen. Fortify cũng hết rồi. Bài bách ra đây đến từ Ace, nhưng mà Ace ra thì để làm gì? Con PL này, con PL nó chưa đủ lớn để có thể là bước vào đời. Con PL này nó mới nhú thôi. Xác xa là bị đấm ở đây nữa. Úi giời ơi, hai ông bị chèn vào trong cái tường băng. Úi giời ơi. GG, well play. 1-0 cho thành viên team Virtus Pro. Chúng ta sẽ cùng đến với cái đầu thứ hai trong một ít phút nữa. Nhanh thôi. Tôi bảo anh em rồi, tin tôi đi. Kèo này là kèo hơi bị tín luôn.